Mến chào các bạn quay trở lại channel Daily AZ. Đôi khi trong thế giới chúng ta đang sinh sống có rất nhiều điều xảy ra mà các nhà khoa học dành nhiều thời gian nghiên cứu, nhưng cũng không thể có những lời giải đáp hợp lý cho một số những bí ẩn. Chúng ta thường nghĩ rằng những sinh vật kỳ lạ này chỉ có thể được nhìn thấy trên phim ảnh, nhưng chúng ta đã sai. Ví dụ như những sinh vật kỳ lạ xuất hiện trong video sau đây. Không cần biết chúng là sản phẩm con người tạo ra hay không, nhưng chúng thật vô cùng đáng sợ. Nào, chúng ta cùng đi đến với video Top 5 sinh vật kỳ lạ đáng sợ được camera quay lại được. Số 5. Hình tượng ma quái từ đường hầm chiến tranh thế giới thứ 2. Một đường hầm sâu 1.500 feet của chiến tranh thế giới thứ 2 bị bỏ hoang ở Nhật Bản, và nó được cho là có khả năng phóng xạ. Chính phủ Nhật cấm không cho bất kỳ ai vào đây. Một anh chàng kỹ sư được cử vào để kiểm tra mức độ bức xạ. Anh đã vô tình gây lại được hình ảnh kỳ lạ. Trong đoạn clip xuất hiện một sinh vật bí ẩn lướt qua và biến mất một cách khó hiểu và cực sốc. Mời bạn xem video. Số 4. Sinh vật kỳ lạ giống người máy. Cảnh được ghi nhận là ở trong sân sâu của một ngôi nhà. Chủ ngôi nhà vô tình quay lại được cảnh tượng kỳ lạ này. Anh kể rằng anh nghe một âm thanh lạ phía sau lưng, và anh đưa máy quay lên mái nhà thì phát hiện một sinh vật có hình dáng giống con người nhìn chằm chằm vào anh. Đa phần ý kiến nhiều người khẳng định nó là con người, nhưng anh ấy tuyên bố là không phải. Còn bạn thì sao? Mời bạn xem clip. Số 3. Sinh vật bí ẩn nhìn sởn gai ốc. Video bạn sắp xem được ghi lại từ Asylum ở Canada, và nó được quay vào năm 2000. Trong clip, một vài người bạn đang lang thang ở một khu vực bị bỏ hoang. Đột nhiên họ nghe thấy tiếng la hét lạ thường xuất hiện trên lầu. Những người bạn sợ hãi và lo lắng chạy lên cầu thang xem tiếng hét đó là gì. Và một trong các căn phòng, họ vô tình ghi lại được sự xuất hiện một cái gì đó đáng sợ và lạ lùng, với vẻ bề ngoài như một chuyên gia trừ quỷ. May mắn thay, nhóm bạn này đã chạy xuống cầu thang và rời khỏi khu vực bỏ hoang này. Mời bạn xem clip. Shh, shh. Did you hear that? Man, that was coming from upstairs. Let's go see. Go upstairs, it came from upstairs. Because I want to get this shit on video. I want to get this shit on video, man. Số 2. Động vật kỳ lạ từ Brazil. Năm 2008, một đoạn video được ghi lại cảnh một người hành tinh màu xám đang ngồi trên một chiếc ghế và phát ra những âm thanh kỳ lạ, trong khi hai binh sĩ nói với nó điều gì đó bằng tiếng Bồ Đào Nha, bắt đầu lan truyền chóng mặt trên mạng. Câu chuyện liên quan đến đoạn video cũng được phát tán sau đó. Hai binh sĩ làm nhiệm vụ canh gác đã bí mật quay phim người ngoài hành tinh bị bắt nhốt tại một căn cứ quân sự ở thủ đô Brasilia của Brazil vào ban đêm. Vì điều này, cả hai binh sĩ đều bị bắt giam và người ngoài hành tinh được chuyển giao cho một đơn vị đặc nhiệm của Mỹ ngay sáng hôm sau. Tuy nhiên, đoạn video rốt cuộc vẫn bị rò rỉ lên mạng. Mời bạn xem clip. Số 1. Sinh vật kỳ lạ giống người ngoài hành tinh. Video tiếp theo được ghi lại ở một ngôi nhà bỏ hoang vào năm 2008. Video này cho thấy một vài người bạn đang đi lang thang quanh ngôi nhà bỏ hoang, và ngôi nhà này được cho là bị ma ám. Một trong những người bạn quyết định dũng cảm với đèn pin trên tay mở cửa đi vào bên trong ngôi nhà ma ám này. Ngay khi mở cánh cửa, một cái gì đó kỳ quặc trông như đang bò và la hét vào anh. Không ai có thể xác định sinh vật huyền bí này là gì. Vì vậy, tôi muốn bạn để lại nhận xét ở bên dưới để nói lên ý kiến của bạn về những gì mình thấy. Mời bạn xem video.
Trên đây là video top 5 sinh vật kỳ lạ đáng sợ được camera quay lại được. Mời bạn hãy cho ý kiến ở phần bình luận bên dưới. Để ủng hộ kênh, bạn hãy like và share và không quên nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất từ kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.